chào các bà con. Đến với chương 3 ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập các hợp âm. Hợp đầu tiên chúng ta sẽ rất là hay dùng và cũng là hợp âm dễ nhất, đó là hợp si. Hợp si là hợp gì các con? Nào có bạn nào nhớ không nào? Si, si là cờ ấy nào. Đó. Si đó là hợp âm đô trưởng. Đô trưởng. Và đây thầy sẽ để cái biểu đồ hợp âm đô trưởng ở đây. Hợp đô trưởng thì chúng ta sẽ nhìn thấy có một dấu đen thôi. Tức nghĩa là chúng ta chỉ cần phải bấm một ngón thôi. Và hợp ngón này chúng ta sẽ bấm ở khuôn mấy các con? Khuôn 1 này, khuôn 2 này, khuôn 3. Đúng rồi, chúng ta sẽ bấm ở khuôn 3, dây 1. Khuôn 1, khuôn 2, khuôn 3. Chúng ta sẽ bấm ở ngón 3 nhé. 3, 1 này, đó. Các con lưu ý bấm này. Chúng ta bấm tròn đầu ngón tay lên này. Ngón cái để đằng sau. Chúng ta sẽ đỡ vòng tròn ra. Chúng ta đừng áp sát như này. Áp sát như này rất là khó bấm, chúng ta đừng khép nách. Chúng ta mở nách ra này, chúng ta cầm này. Đó. Và khi chúng ta cầm, thầy bảo rồi chúng ta sẽ có hai kiểu đánh. Thầy sẽ ngồi kiểu đánh ôm cao lên như này để cho con dễ nhìn hơn này. Chúng ta bấm này. Đó. Và chúng ta sẽ gảy, một là chúng ta sẽ gảy ngón cái này hoặc ngón trỏ. Nếu mà ngón cái chúng ta sẽ giải ngón bằng ngón P xuống. Đó. Hoặc chúng ta sẽ gảy bằng ngón trỏ. Thì các con, hoặc các con có thể dùng những cái phụ kiện như là cái pick chẳng hạn, cái cầm ý. Mà tốt nhất là chúng ta cứ cầm bằng ngón tay thôi, là đơn giản và dễ dàng nhất. Đó. Chúng ta gảy cả 4 giây nhá. Nhiều bạn đã tập được chưa? Nhiều bạn đã bấm được hợp âm si này chưa? Là chúng ta giải xuống cùng thầy nào. 2 3. Đó, chúng ta gảy mạnh lên này. 2 3. Đó, chúng ta lại bỏ ra. Chúng ta lại bấm nhanh vào. Hợp si. Thầy vừa hướng dẫn cho các con hợp si. Các con hãy cùng nhau luyện tập nhé. Xin chào. Hẹn gặp lại các con. Bye bye.